Hy vọng những điều Thái Công chia sẻ hôm nay sẽ giúp quý khán giả nâng tầm phong cách sống. Nâng tầm phong cách sống cho anh á, vì anh yêu cuộc sống và anh rất là tò mò cuộc sống. Nếu mà chúng ta mà không suy nghĩ, mà không nâng tầm lên á, thì cái xã hội chúng ta sẽ đứng lại. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nâng tầm phong cách sống với nhà thiết kế nội thất Quá Thái Công. Ngày hôm nay thì Mai Anh và anh Thái Công trong một không gian rất là lãng mạn như vậy. Hello Mai Anh, Thái Công chào quý khán giả. Không ngờ là có dịp ngồi với lại anh Thái Công chia sẻ về câu chuyện phong cách sống và cũng ngồi ăn salad rồi uống rượu với anh Thái Công như thế này. Phong cách sống là cả hết vậy, có nghĩa là vừa ăn uống sống ở mặc quần áo cách nói chuyện cái là phong cách sống vậy. Anh có còn nhớ là từ đầu khi mà làm việc với lại đạo diễn với lại biên tập của chương trình á, mình hướng tới những cái chủ đề như thế nào? Chúng ta cũng đã đi qua rất là nhiều chủ đề rồi anh hả? Về khen hay là chê nè, rồi về nội thất, mặc quần áo và đi cách du lịch sao? Cách ăn uống như thế nào? Sao? Dạ, tử tế, không có mua đồ plastic để bảo vệ thiên nhiên. Dạ, dạ, tiết kiệm thì phải xài đồ mắc tiền đúng không? Dạ. Rồi, nếu mà chúng ta mà suy nghĩ hết tất cả thời sự này, nếu mà ai mà cũng bỏ ra thời gian một chút xíu suy nghĩ thì tất cả có thể là chúng ta hạnh phúc hơn. Và trong chương trình của mình thì rất là hay nhắc tới cụm từ là nâng tầm phong cách sống. Mà khi nhắc tới phong cách thì mọi người lại hay nói là xây dựng phong cách hay là hình thành phong cách, chứ ít ai nói là nâng tầm phong cách sống lắm. Vậy thì nâng tầm phong cách sống là như thế nào? Thật sự tất cả chúng ta nâng tầm lên được hết. Cái nào mà nó có cân bản rồi và chúng ta nâng tầm lên, có nghĩa là cái gì mình làm mình sẽ suy nghĩ được lại hết. Với anh dạy cho nhân viên anh cũng vậy nữa. Tất cả những cái đồ mà mình để trong cái tủ đây thì anh phải hỏi tại sao em để cái tấm hình đó, thì em phải giăng nghĩa cho anh tại sao em để chỗ đó, chứ không phải là vô tình em chỉ để chỗ đó. Người ta có trí tuệ, có văn minh, và tất cả văn minh vì chúng ta dùng cái não chúng ta để phát triển và suy nghĩ. Bởi vậy anh bắt tất cả cái gì mình làm mình cũng phải suy nghĩ, mà nếu mình suy nghĩ xong rồi mình làm và mình suy nghĩ tiếp tục nữa. Bởi vì em biết không, bởi vì cái iPhone nó cứ ra hoài luôn á, mình mới mua mới cái 11 mà nó sắp ra cái 12. Nó cứ ra hoài tại vì người ta phát triển và người ta suy nghĩ tiếp tục. Nó không bao giờ nó kết thúc. Cái đó là cái cuộc sống hấp dẫn. Nếu người nào mà có một cái tư duy mà mở mang á, thực sự cuộc sống rất là đặc biệt. Ăn ở nhà hay là ăn ở ngoài thì ở đâu thì mình cũng cần một cái không gian nó lịch sự, nó ấm cúng. Thì mỗi người sẽ quan niệm cái sang trọng nó khác nhau, nhưng đối với Ngọc Ánh thì anh nghĩ rằng là cái sự sang trọng nó toát ra từ cái phong cách và cái thần thái. Khách sạn có thể rất đẹp, nhưng ngôi nhà của mình nó thể hiện cái phong cách của mình, cái cá tính của mình. Phòng ngủ thì mình cần sự ấm cúng. Phong cách này người ta cũng gọi là phong cách eclectic. Cái bí quyết của anh đó là cái phòng càng nhỏ thì mấy cái bông hoa nó càng lớn á, là nó càng đẹp. Đắt tiền không phải là gu thẩm mỹ. Mình phải biết lựa cái phong cách nào nó phù hợp với cái túi tiền của mình. Cái mùi đó rất là quan trọng cho cái cảm xúc cho chúng ta. Vậy thì theo anh vì sao mình phải nâng tầm phong cách sống anh? Cái vì sao này anh không có sẽ trả lời vì sao tại sao hết trơn á, tại vì cái chữ vì sao á mỗi người phải tự trả lời cho mình. Yeah. Nếu mà anh nói cho em vì sao anh làm, giống như là anh áp đặt và anh bắt buộc người ta phải theo anh và anh nói vì sao phải làm như vậy. Cái vì sao á anh có thể là trả lời cho anh được thôi, chứ anh không có trả lời cho người khác được vì sao chúng ta phải nâng tầm phong cách sống. Yeah. Anh nói anh nâng tầm phong cách sống cho anh á vì anh yêu cuộc sống và anh rất là tò mò cuộc sống. Thật sự anh nói với em á, chỉ có một lý do mà anh nói anh muốn sống rất là dài như ba anh á. Ba anh sống tới 100 tuổi. Mà thật sự anh thấy nếu mà chỉ có một lý do anh muốn sống tới 100 tuổi á, thì anh muốn cái thế giới này
mấy chục năm sau nữa nó sẽ ra sao. Anh rất là tò mò cái thế giới nó sẽ phát triển, nó cài nào phát triển bởi mình cái năng tầm lên hoài. Có thể hôm nay mình xài những vật liệu bằng nhựa, mình không có suy nghĩ, mình cứ xài tiếp tục. Có thể là mình ngưng lại và mình suy nghĩ tại sao mình xài đồ bằng nhựa. Có thể 30 năm sau mình mới thấy mình đã phá hủy cái trái đất mình. Có thể là tất cả mình suy nghĩ được hết, tất cả từ cái chi tiết trong cái cuộc sống mình thức dậy, mình đi ngủ, mình làm, mình phải suy nghĩ lại hết. Thì cái đó là cái của anh đó. Cái cuộc sống của anh nghĩ là cái gì anh làm anh phải suy nghĩ. Anh đặt câu hỏi, còn những cái câu hỏi khác vì sao người ta làm anh không có trả lời được. Mỗi người phải tự trả lời vì sao chúng ta phải nâng tầm phong cách sống. Và chắc là ngay lúc này đây, khi mà quý vị khán giả đang xem chương trình, thì chắc là chúng ta cũng sẽ tự suy nghĩ trong chính bản thân của mình, vì sao chúng ta phải nâng tầm phong cách sống, liệu là cái nguồn cơn đó, cái lý do đó có giống như là anh thấy không hay không. Còn riêng mà anh nghĩ là nâng tầm phong cách sống để mà chúng ta có thể sống trọn vẹn hơn nè, và mở mang tầm nhìn hơn, tại sao không, đúng không anh? Bởi vì anh nói cái cuộc sống nó rất là mênh mông. Yeah. Và nếu mà chúng ta mà không suy nghĩ, mà không nâng tầm lên á, thì cái xã hội chúng ta sẽ đứng lại. Yeah. Và xã hội nó phải phát triển hoài. Vì tất cả cái gì chúng ta làm chúng ta phải suy nghĩ vì sao chúng ta làm, và vì sao có thể làm nó đẹp hơn hay không, nó đặc biệt hay không. Đó thì cái đó rất là quan trọng. Không thôi, nếu mà không có suy nghĩ thì có thể là không có một cái ngày anh với em ngồi mặc áo giống như vậy, có cái đèn điện cho mình xài. Nếu mà không có những người mà suy nghĩ từ kỹ sư, hồi đó người ta xài đèn cầy, bây giờ phải người suy nghĩ là sao mà xài đèn điện, xe hơi, máy bay, cách mình ăn, cách làm cái ly ra. Nếu mà chúng ta không bỏ ra thời gian, công sức suy nghĩ cái đó thì cái văn hóa chúng ta sẽ đứng lại. Dạ. Anh suy nghĩ thế nào, vì mẹ anh cũng biết được có nhiều người bình luận như thế này nè, tại sao cũng là một ly nước, mình uống trong một cái ly thủy tinh là cũng được rồi mà, tại sao phải uống trong một ly pha lê mà phải làm cầu kỳ đẹp thế này? Thì em biết là trước khi uống cái ly pha lê và trước đó thì uống cái ly bình thường, mà trước cái ly bình thường là uống bằng cái gáo dừa đi, nhưng mà tại sao không uống cái gáo dừa tiếp tục mà sao uống bằng cái ly? Nó cũng là đã phát triển rồi, mà trước khi uống cái gáo có thể uống bằng tay hay uống bằng trong cái lá đi. Yeah. Nó cũng đã phát triển hết rồi, không? Có nghĩa là cái cuộc sống chúng ta phát triển hoài. Yeah. Nếu mà không chấp nhận mà phát triển thì chúng ta sẽ đứng. Yeah. Mà nếu mà không chịu học hỏi thì cái thế giới của ta rất là hẹp. Và quan điểm sống của mẹ anh cũng như vậy, anh thấy không ạ? Là chúng ta học hỏi mỗi ngày, phát triển mỗi ngày để mà có thể hoàn thiện cuộc sống của mình hơn. Quan trọng nhất là nó sẽ thành một cái sự tự nhiên. Có nghĩa là có nhiều người nói, ôi tôi ăn làm sao mà ăn mà gò bó hay tôi không thích ăn. Ok, cũng được. Mà ngược lại, thiếu mà anh mà ăn mà cái thói quen của anh á, nó thành cái thói quen thì anh không có cần suy nghĩ, nó không có một cái gò bó gì cho anh hết á. Kêu anh bây giờ ăn bằng bóc tay, bằng cái xà lách này thì anh rất là khó chịu cho anh. Chứ bởi anh ăn dao đĩa nó quen rồi. Yeah. Còn nếu anh nhìn ăn dao đĩa trên đây là nó có hai cái nĩa và hai cái con dao, và anh biết là ăn cái xà lách là ăn cái dao đĩa, cái nĩa nó nhỏ hơn cái nĩa bự. Yeah. Nó tự nhiên, anh không cần suy nghĩ, nó là thuộc lòng giống như một cái hơi thở của mình. Thì bởi nhiên nó, và mình thuộc cái này rồi thì bắt đầu mình mới nâng tầm lên tiếp tục nữa. Yeah. Có thể mình ăn cái dao đĩa này rồi, cái mình mới biết là anh ăn cái kiểu Ấn Độ, kiểu Nhật, kiểu mỗi kiểu nó khác nhau, mình mới nâng tầm lên được. Và như anh cũng đã chia sẻ thì nâng tầm phong cách sống ở đây không chỉ là về ngoại hình, về thời trang, về cách ăn uống, về nhà cửa, xe cộ, mà còn về tư duy nữa, đúng không anh?
nó bắt đầu từ cái tư duy. Chúng ta muốn cái cuộc sống tử tế, đàng hoàng, cái cuộc sống yêu lẫn nhau, thấy không? Từ cái tư duy đó cái tôi mới yêu cái đẹp được. Dạ. Nếu mình không có cái tư duy mà tử tế thì mình đâu có cần cái đẹp. Thì muốn ăn sao mình ăn? Mình ăn mà mình phiền người khác mình đâu có cần đó. Thì mới nó từ cái tư duy đầu tiên. Tôi muốn ăn làm sao mà cho thấy cái người đối diện mình cũng thấy đẹp, đúng không? Mà tôi muốn ăn làm sao mà tôi ngồi trong cái không gian tôi được thấy đẹp, tôi thưởng thức và có bao nhiêu người đã suy nghĩ để tôi có một cái bữa ăn hôm nay. Có nghĩa là cuối cùng á, năng cái chấm là chúng ta phải cảm ơn tất cả. Dạ. Nếu mà chúng ta không cảm ơn thì chúng ta không bao giờ mà thấy được cái giá trị của nó. Nâng tầm phong cách sống nghe qua thì có vẻ như là cái gì đó nó xa xôi lắm, nhưng thực ra cũng rất là gần, không chỉ là cho bản thân mình mà còn cho xã hội, cho nhiều người xung quanh nữa anh ha. Anh là một người yêu văn hóa, yêu văn hóa thế giới, mỗi quốc gia khác nhau. Anh rất là tò mò, mỗi đất nước anh đến anh muốn học hỏi những cái gì của người ta, cái cách người ta ăn hay là cái ăn cái món gì lạ anh muốn đến anh ăn. Không bao giờ anh đi du lịch mà anh xách cái vị gói theo chứ, đúng không? Anh đến một cái đất nước anh phải học cách ăn người ta, cũng là cũng mở mang cái tầm nhìn của mình, nâng tầm cái phong cách sống của mình. Nếu mình hiểu được người ta, có thể là anh cứ nói luôn là nếu mà chúng ta mà hiểu càng nhiều á thì chúng ta bớt thành kiến lại. Hiểu càng nhiều bớt thành kiến lại, đúng rồi. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn không em? Đúng không? Không thì cái thành kiến là cái gì chúng ta không biết á, chúng ta mới thành kiến đó. Cái đó là cũng một cái đề tài. Cái là cuối cùng á, anh nghĩ là cái chương trình của mình làm á là mình mở mang cho người ta nhìn rất là nhiều, và có thể là người ta cũng bớt thành kiến lại. Biết càng nhiều thì bớt thành kiến đi. Man rất là đồng ý với anh Thái Công luôn. Và Man nghĩ là khi mà chúng ta bớt thành kiến đi, mỗi lần mà chúng ta bớt thành kiến thì đó là chúng ta thêm một lần, chúng ta tự cho mình một cơ hội để có thể mở mang tầm mắt của mình nhiều hơn, để có thể sống trọn vẹn hơn, đúng không ạ? Rất đúng em. Cái mới đầu người ta nghĩ là mình ăn dao nĩa bằng bạc, là một cái người chỉ coi cái bề ngoài thôi, đúng không? Nhưng mà đâu phải đâu. Tôi ăn cái dao nĩa bằng bạc vì tôi yêu cuộc sống, và tôi yêu cái văn hóa, và tôi yêu những người bỏ công sức ra làm những cái ly, cái trồng mấy cái xà lách này cho mình ăn. Và tôi cũng ủng hộ những cái người này, và mấy người này cũng phải cần chúng ta ủng hộ, chúng phải bỏ tiền ra rồi mình mua người ta mới sản xuất ra được. Có nếu mình không mua làm sao mà người ta sản xuất, mà nếu mình không mua làm sao người ta bỏ thời gian người ta suy nghĩ được. Nếu mà chúng ta muốn một cái xã hội phát triển thì chúng ta phải cần những người phải tiêu dùng. Nếu mà không có ai mà tiêu dùng những cái này thì xã hội nó không phát triển, nó sẽ đứng lại. Nói chuyện với anh Thái Công thì thấy là anh Thái Công khi mình đề cập tới một vấn đề gì đó thì cảm thấy rất là biết ơn cuộc sống luôn ha. Cái đó anh cũng gọi là một cái sức mạnh của cái ơn nghĩa đó em. Thì nếu mà em cái người nào mà có ơn nghĩa trong cái cuộc sống mình á, người ta rất là thành công và người ta rất là hạnh phúc trong cuộc sống luôn. Có một cái quyển sách đó rất hay lắm, nó gọi là một cái The Power of Thankful. Nó là sự sức mạnh của cảm ơn cuộc sống. Có thể là em thấy nó cái đề tài nó lạ, tại vì mình cái cuộc sống mình nó nhanh quá, em không nghĩ đến đằng sau lưng đây rất là nhiều. Bởi vì mình nếu mình suy nghĩ mình thấy nó được rồi, cái tự nhiên mình cảm giác mình rất là hạnh phúc với cuộc sống của mình, mình cảm ơn cuộc sống của mình. Và lúc đó mình mới phát triển được, mà mình thấy mình phát triển được rồi mình mới thấy có cái gì mình sẽ làm nó tốt hơn không. Khi mà cái người mà sản xuất cái ly pha lê này, người ta làm 20 năm 30 năm mà có thể người ta suy nghĩ tôi muốn làm cái pha ly tốt hơn nữa, tôi trồng xà lách, tôi muốn trồng xà lách tốt hơn nữa, phải không? Anh muốn thiết kế em anh muốn làm cho tốt hơn nữa, có nghĩa là tất cả là nâng tầm hết á. Dạ. Và khi mà chúng ta được khán giả ủng hộ chương trình, mình cũng biết ơn khán giả, đúng không ạ? Và sẽ cố gắng làm cho chương trình của mình tốt hơn nữa, đúng không anh? Và thật sự mẹ anh cũng sẽ được cảm ơn anh Thái Công, một người trẻ như mẹ anh, nhưng mà từ khi đồng hành với anh trong nâng tầm một cách sống thì mẹ anh cũng đã được học hỏi rất là nhiều. Và không phải mẹ anh đâu, mẹ anh nghĩ là quý vị khán giả cũng như vậy, đúng không ạ? Và hy vọng là với chương trình nâng tầm một cách sống này thì chúng ta sẽ còn chia sẻ được thêm nhiều những trải nghiệm, những kiến thức cho quý vị khán giả nữa anh ha. Thì trong tương lai là cái chương trình này sẽ làm tới còn hình như là mấy chục tập nữa đó nha. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ của anh ngày hôm nay nhé. Cảm ơn mẹ anh. Cảm ơn quý khán giả. Hy vọng những điều Thái Công chia sẻ ngày hôm nay hay là tất cả những cái chương trình vừa qua sẽ giúp quý khán giả nâng tầm phong cách sống. Đến đây thì chương trình Nâng tầm phong cách sống xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và hãy tiếp tục đồng hành cùng với Nâng tầm phong cách sống ở những số phát sóng tiếp theo quý vị nhé. Còn bây giờ thì Mỹ Anh và nhà thiết kế nội thất của Thái Công xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.